Tính đến thời điểm Gen 9 ra mắt, đã có tổng cộng 1025 giống loài Pokemon khác nhau được giới thiệu, và con số này sẽ tiếp tục tăng lên khi mà Pokemon Legends Z2A ra mắt vào năm 2025. Và trong số hơn 1000 loài đa dạng đó, đã có rất nhiều phương pháp nuôi dạy khác nhau cho tụi này khi muốn chúng tiến hóa. Ngoài những cách nuôi lớn bằng luyện lever, cho chơi đá, trao đổi qua lại với nhau, sử dụng sức mạnh tinh bạn, thì còn có những cách tiến hóa độc đáo khác, độc nhất vô nhị mà không phải loài nào cũng có được. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau nêu tên những phương pháp nuôi thú tiến hóa lạ lùng nhất từng được giới thiệu trong suốt hơn 9 thế hệ vừa qua. Và trước khi vào nội dung chính, thì Semen Today cũng xin gửi tín hiệu vũ trụ này đến hơn 68% những bạn nào chưa xem hoặc mới xem vẫn chưa nhấn nút đăng ký theo dõi và nút chuông thông báo ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất cũng như là chuỗi series dài kỳ mà tôi ấp ủ cho ra mắt vào thời gian sắp tới trên kênh. Những bó hoa thay cho lòng biết ơn của tôi vẫn đang trên đường gửi đến các bạn đã ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Ở hạng 12, chúng ta sẽ nói đến cách tiến hóa của Pancham. Để Pancham tiến hóa thành Pangoro, nó cần lên level ở cấp độ 32 và có thêm một Pokemon hệ bóng tối trong đội hình. Lúc này thì Pancham từ thuần hệ giác đấu sẽ thành Pangoro với song hệ giác đấu và bóng tối. Tôi cũng đã đi lục lọi tìm hiểu thử coi lý do cho việc tiến hóa này. Thì trong Pokédex của Pancham có mô tả, nó rất ngưỡng mộ những con Pangoro trưởng thành và mong muốn một ngày nào đó sẽ trở nên ngầu lòi và đáng sợ như Pangoro. Nhưng do vẻ ngoài quá sức đáng yêu nên nó thường không đe dọa được kẻ thù nào. Vì thế nó hay giả vờ ngậm một cọng cỏ để tỏ ra thật khua ngầu như lãnh đạo Pangoro của mình. Nhưng một lần nữa, vì vẻ ngoài đáng yêu của nó nên nó hay bị những con Pangoro khác phạt bằng cách lấy đi cọng cỏ đang ngậm trên miệng của mình. Điều kiện mang theo một Pokemon hệ bóng tối trong đội hình của nhà huấn luyện thì nó mới tiến hóa được. Có lẽ là thay thế cho hình mẫu hệ bóng tối của Pangoro ngoài tự nhiên. Pancham sẽ nhìn vào một Pokemon hệ bóng tối trong đội hình mà rèn luyện để trở thành ngầu lòi hơn và nguy hiểm hơn. Khi bên cạnh nó không có một con Pokemon hệ bóng tối như là Pangoro chỉ dạy. Cái này là theo những dữ liệu mà tôi thu thập cũng như là giải thích của riêng tôi mà thôi. Còn nhiều khi nó còn những ý nghĩa khác mà tôi chưa tìm hiểu ra. Các bạn có thể comment bên dưới nếu có ý tưởng gì hay ha. Và chúng ta qua hạng thứ 11, ta sẽ nói đến một Pokemon khá nổi tiếng với những người dân vùng biển, đặc biệt là Alola. Đó là cách mà Mantine tiến hóa thành Mantine. Cái tên đọc giống nhau quá ha, tôi không biết là tôi đọc đúng hay không nữa. Mantine là Pokemon rất thân thiện với loài người cũng như là những sinh vật biển khác. Nhưng đặc biệt, nếu Mantine tìm được cộng sự là Remoraid, sau quá trình cùng nhau kiếm ăn và hỗ trợ nhau thoát khỏi kẻ thù săn mồi, nó sẽ tiến hóa thành Mantine. Nếu như kiểu tiến hóa của Pancham là nhìn vào học hỏi để trưởng thành, thì Mantine sẽ tiến hóa theo kiểu cùng nhau phát triển và đi lên. Để giải thích cho sự tiến hóa này, theo tôi là phần lớn nằm ở thiết kế của gia đình tụi này. Mantine, ngoài là một Pokemon cá đuối, thì nó có thể được lấy cảm hứng thiết kế từ máy bay phản lực. Do đó khi có sự kết hợp của Remoraid, một loài được gọi là Pokemon phản lực, nó sẽ đạt đủ điều kiện của một chiếc máy bay phản lực đúng nghĩa và tiến hóa thành Mantine. Điều đó cũng giải thích lý do vì sao Mantine luôn có một con Remoraid ở phía bên dưới phần vây cánh của mình. Tuy nhiên thì đa phần chỉ có một cánh là có con Remoraid bên cạnh, nên là cái máy bay phản lực này cũng hơi bị nỉa một chút. Ở hạng 10 kế đến, ta sẽ nói đến cách mà ta sẽ tiến hóa gia đình gấu mặt trăng Ursaring thành Ursaluna trong bản game Pokemon Legend Arceus. Thật kỳ lạ là tới thời điểm hiện tại đơn, vẫn chưa có một cách nào tiến hóa Ursaring cả. Có lẽ là vì điều kiện sống trở nên khắc nghiệt hơn, nên tụi này không còn muốn tiến hóa nữa. Còn ở vùng Hisui thời xa xưa, khi đợi đến ngày trăng tròn, bạn cho Ursaring tiếp xúc với vật phẩm Pit Block, tức là khói than bùn, thì nó sẽ tiến hóa thành Ursaluna ngay. Trong Pokédex vùng Hisui có giải thích cho việc tiến hóa này. Sự tiến hóa của Ursaluna được cho là do sự kích hoạt bởi việc Ursaring tiếp xúc với địa hình đầm lầy của vùng Hisui trong thời gian trăng tròn. Vóc dáng của Ursaluna cho phép nó di chuyển qua đầm lầy một cách dễ dàng. Ursaluna cũng được biết đến là Pokemon giỏi tìm kiếm đồ vật và thậm chí là cả người mất tích bằng cách sử dụng khứu giác nhạy bén của mình. Vì vậy có lẽ khi môi trường sinh thái bị đe dọa, các khu vực đầm lầy bị ít đi đã khiến cho việc tiến hóa của Ursaring trở nên khó khăn hơn, dẫn đến chúng dần bị tuyệt chủng. Đây đúng là một lời cảnh tỉnh về môi trường. Không là thấy tụi gấu mặt trăng này càng quét đấu trường nhiều hơn nữa rồi. Ở hạng 9 thì ta sẽ nói đến nhánh tiến hóa của Tyro. Tyro được giới thiệu từ hồi Gen 2 và đến tận bây giờ qua thêm 7 thế hệ nữa, nó vẫn sở hữu cho mình cách tiến hóa thuộc hàng độc đáo. Còn nếu ở thế hệ mà nó ra mắt, phải coi là có 102, không ai làm lại. Nó có 3 dạng tiến hóa khác nhau và phụ thuộc vào chỉ số để có thể phân định nó sẽ lớn lên theo dạng nào. Nếu công vật lý của nó lớn hơn thủ vật lý, nó sẽ trở thành Hitmonlee. Nếu công vật lý bé hơn thủ vật lý, nó sẽ tiến hóa thành Hitmonchan. Còn cả tấn công và phòng thủ vật lý của nó nếu bằng nhau,
thì nó sẽ tiến hóa thành Hitmontop. Kiểu tiến hóa này có thể hiểu rằng, dù sinh ra cùng là những con Tyro giống nhau, nhưng trong quá trình lớn lên và luyện tập, thì mỗi con sẽ phát triển theo những hướng khác nhau, và rồi trưởng thành theo mỗi phiên bản khác nhau. Và phần lớn cũng sẽ nằm ở định hướng của nhà huấn luyện đối với những võ sĩ của mình. Ở thế hệ càng về sau, thì việc tiến hóa này cũng không còn quá khó khăn nữa, do đã có những vật phẩm hỗ trợ cho việc tăng giảm chỉ số. Nhưng ở thế hệ 2, việc sửa đổi chỉ số này cực kỳ khó nhằn và khó có thể xác định được Tyro sẽ tiến hóa thành Pokemon mình muốn hay là không. Cơ mà phải công nhận là việc tiến hóa dựa vào chỉ số đến nay vẫn còn khá là độc đáo. Tiếp đến ở hạng 8, chúng ta sẽ nói đến cách tiến hóa thành vua của Bisharp. Bisharp được giới thiệu từ hồi Gen 5 và đến tận hơn 10 năm sau, tức là thế hệ 9, mới có cách để phân định ai mới là vua của giống loài ưa bạo lực này. Chúng ta cần cho Bisharp tự tay đánh bại 3 con Bisharp khác đang giữ vật phẩm Leadercrest trong tự nhiên. Và sau đó nó sẽ tiến hóa. Việc tìm kiếm những con Bisharp giữ vật phẩm này ngoài tự nhiên thật sự nếu không biết cách thì hơi khó một chút. Nhưng có một thủ thuật nhỏ, đó chính là đôi lúc sẽ có một nhóm 5 Pokemon xuất hiện, bao gồm 4 con Pioneer và 1 con Bisharp. Thì chắc chắn con Bisharp đó sẽ có 100% đang giữ vật phẩm Leadercrest. Vì nó là con đầu đàn, nên giống như các bài học trong thế giới động vật, chúng sẽ phân định ai là vua khi mà đánh bại được những thủ lĩnh khác. Từ đó khiến cho tôi cảm thấy đây là cách tiến hóa hợp lý, chân thực nhất và sống động nhất trong tất cả các cách tiến hóa của Pokemon. Đến con Pokemon tiếp theo thì mới đầu nghe tưởng không kỳ, nhưng thực ra thì nó kỳ không tưởng. Đó là cách mà ta sẽ tiến hóa Tendermouth thành Mousehole. Đầu tiên là phải cho Tendermouth lên level ở cấp 25, sau đó là canh làm sao để cho Tendermouth lên cấp một lần nữa sau khi đã chiến đấu xong. Nghe thoáng qua thì bình thường, nhưng nếu chúng ta xem kỹ lại, nếu như Pokemon tiến hóa bằng việc lên cấp khác, ta sẽ chỉ cần cho nó cắn kẹo, lên điểm kinh nghiệm, đến một level nhất định thì nó sẽ tiến hóa. Còn Tendermouth, dù bạn cho nó cắn kẹo đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, lên cấp 50, 60, 100 thì nó cũng sẽ không tiến hóa. Mà chỉ khi nó lên level, ngay sau khi vừa đánh bại đối thủ, thì ta mới có thể chứng kiến được khoảnh khắc tiến hóa của tụi này. Ở Gen 9 thì cũng có cơ chế là Out to Battle, thả Pokemon ra ngoài hoang dã cho tụi nó tự đi đánh rồi lấy kinh nghiệm. Nhưng nếu lên cấp bằng cách này thì Tendermouth cũng sẽ tiến hóa được, nhưng sẽ tiến hóa thầm lặng và không thông báo hay hiển thị khoảnh khắc nào hết. Cứ như vậy mà dắt thêm vài con chuột nhỏ nữa vô đội hình rồi để tụi nó ăn ké đồ ăn vậy mà thôi. Dễ thương nhưng mà cũng hơi thô lỗ đó. Vì cái điều kiện tiến hóa lạ lùng này mà nếu không có hướng dẫn thì chắc chắn rất nhiều nhà huấn luyện phải chật vật vì không hiểu làm sao để có được Mousehole. Nói thiệt là canh làm sao để vừa đánh xong mà lên level liền cũng cực phết đó chứ. Nhất là khi ở đầu game kẹo kinh nghiệm cũng không còn nhiều nữa. Cho nên với tôi thì cách tiến hóa này xứng đáng ở hạng cao này nha. Ở hạng 6, Pokemon tiếp theo mà tôi muốn nói đến là cách tiến hóa có thể được gọi là tương tác thực tế duy nhất mà người chơi có thể làm để có thể tiến hóa ở trong game. Đó là cách mà Inkay tiến hóa thành Malamar. Inkay được ra mắt vào thế hệ 6, khi đây là thời đại của máy game Nintendo 3DS. Máy game này được thiết kế theo kiểu hai màn hình phân biệt trên và dưới. Khi Inkay lên level 30, người chơi phải xoay ngược cái máy game mình lại, trên dưới đảo lộn, thì lúc này Inkay mới có thể tiến hóa thành Malamar. Còn lên máy Nintendo Switch, dù cho không còn màn hình trên và dưới nữa, thì việc lật ngược lại máy game này vẫn có thể giúp cho nó tiến hóa. Lúc đầu tôi còn tưởng là không được nữa. Việc đảo ngược này cũng phần nào giải thích được cho cả về thiết kế của nó, cũng như là đặc tính contrary mà nó đang mang. Một cách tiến hóa rất sáng tạo và không ai có. Kế đến chúng ta sẽ nói đến cách tiến hóa tiếp theo, cũng chóng mặt không kém. Đó là cách tiến hóa Mercury thành Alchemy. Phương pháp tiến hóa của nó cũng như là cách trộn bánh kem vậy đó. Bạn phải cho Mercury cầm theo các loại gia vị khác nhau, có tổng cộng 7 loại gia vị tùy vào sở thích của mỗi người. Sau đó điều khiển nhân vật xoay liên tục, cho đến khi choáng váng thì Mercury sẽ tiến hóa thành Alchemy. Cơ mà hình dạng tiến hóa của nó không chỉ phụ thuộc vào gia vị mà bạn đang mang cho Mercury, mà nó sẽ phụ thuộc vào thời điểm bạn xoay, là ngày, đêm hay là hoàng hôn. Xoay bao nhiêu lâu, và bạn đang xoay cùng chiều kim đồng hồ hay là ngược chiều kim đồng hồ. Với vô số tổ hợp có thể xảy ra, thì có đến tận 63 hình dạng khác nhau của Alchemy mà bạn có thể tạo ra. Đến đây thì việc bạn sở hữu hình dạng nào cũng sẽ là một kỳ công, vì khả năng sắp xếp và canh thời gian phải rất tỉ mỉ thì mới làm ra được một chiếc bánh kem Alchemy ưng ý. Ở vị trí tiếp theo thì tôi sẽ nói đến cách tiến hóa của Wurmple. Sau rốn Wurmple chắc chắn là sẽ nằm trong trí nhớ của khá khá nhà huấn luyện lâu năm, vì khi nó xuất hiện trong anime, chúng ta đã từng rất hồi hộp và cũng khó hiểu tại sao Wurmple bên Haruka là tiến hóa khác mà bên đội quả tiễn là tiến hóa một cách khác. Lúc bấy giờ thì Internet vẫn chưa thực sự mạnh mẽ, nên đây vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Cho đến hiện tại chúng ta biết được, Wurmple là Pokemon tiến hóa phân nhánh, và để nó tiến hóa thành bướm đẹp hay là bướm độc là chuyện ngẫu nhiên.
Ừ, nó ngẫu nhiên bằng một cách thần kỳ nào đó mà bạn sẽ tiến hóa 10 con Wombo, có lẽ chỉ có thể ra 10 con bướm độc mà thôi, và ngược lại. Với tôi thì đây là một trong những cách tiến hóa khó nhằn và phiền phức nhất. Vì so sánh với một kiểu tiến hóa tương đồng như là Tyro hay là Toxo, thì việc tiến hóa phân nhánh chúng ta có thể kiểm soát được, như Tyro là bằng chỉ số, còn Toxo là dựa vào Nature. Trong khi đó Wombo thì không có bất kỳ điều kiện gì cho ta biết nó sẽ tiến hóa thành nhánh nào. Hơn một cái, nó là Pokemon không quá mạnh trong việc đi game và đánh giải, nên sự cồng kềnh này chỉ có thể làm khó những người chơi muốn bắt đầy đủ Pokédex hoặc là săn Shiny. Chứ con Pokemon này mà hữu dụng một phát thì chắc chắn ai cũng phải than trời vì cái độ khó nhằn trong tiến hóa này. Ở hạng 4 kế đến, ta sẽ nói về cách tiến hóa Farfetch của vùng Gala thành Surfetch. Ở Gala thì Farfetch có hình dạng hầm hố và uy tín hơn vùng Kanto rất nhiều. Giờ đây khi trong trận đấu, nếu nó gây ra các đòn critical hit, tức sát thương chí mạng khoảng 3 lần, thì nó sẽ tiến hóa thành Farfetch với thiết kế ngầu lòi và sức mạnh vượt trội. Điều này khá hợp với những gì được viết về Farfetch trong Pokédex vùng Gala. Ở Gala, Farfetch sử dụng loại hành tây lớn hơn vùng Kanto để làm vũ khí, nhờ đó mà sức mạnh cơ bắp của nó cũng phát triển hơn, dù cho sự cồng kềnh này khiến nó không thể bay được nữa. Nhưng đổi lại, nếu nó thuần thục việc sử dụng cây hành này làm vũ khí đến mức thượng thừa, mà ta có thể hiểu là đủ gây ra 3 lần sát thương chí mạng liên tiếp, giống như cách thành thục đến độ đánh được hắc thiểm 8 lần liên tiếp trong một truyện nào đó, thì nó sẽ tiến hóa mà thôi. Phải biết là việc gây sát thương chí mạng 3 lần trong một trận đấu là rất khó, nên việc tiến hóa Farfetch sẽ rất khó thực hiện nếu đánh với Pokemon hoang dã. Và thay vào đó, nếu đem nó đi đánh với các trainer dọc đường hay là hội quán, thì tỷ lệ tạo ra 3 lần sát thương chí mạng trong một trận đấu sẽ cao hơn. Đồng thời cầm theo vật phẩm là cây hành, thì việc gây sát thương chí mạng sẽ dễ dàng hơn nữa. Cho nên với điều kiện tiến hóa chưa ai có, thì nó rất xứng đáng được nêu tên trong danh sách này. Và chúng ta qua đến hạng 3. Ở đây sẽ điểm danh một cách tiến hóa nữa của Pokemon mới được giới thiệu ở danh chính này luôn. Đó chính là cách mà các nhà huấn luyện phải mòn háng mới tiến hóa được Gimigo thành Goldengo. Để làm được, ta cần thu thập 999 đồng Gimigo rải rác khắp nơi trên vùng Paria. Và nó có thể nằm trong rừng, trong thành phố, trên núi, dưới biển, ẩn nấp trong các ngóc ngách của tòa nhà. Nói chung là hành banh xác. Mà cũng khá đúng thôi, vì Gimigo là Pokemon thứ 999 trong Pokemon và cần 999 đồng tiền vàng. Cộng thêm con Gimigo cần tiến hóa nữa, nó sẽ tiến hóa thành Goldengo, Pokemon thứ 1000. Trong Pokédex của nó cũng có ghi rằng Goldengo được tạo ra từ việc giác 1000 đồng tiền vàng lên người, từ đó mà đặc tính Good as Gold, tốt như vàng nguyên chất, có thể kháng được mọi chiêu hiệu ứng nhắm vào mình. Nói chung thì nó cũng khá là đặc biệt nên mới có điều kiện tiến hóa như thế này. Lâu lâu chơi thì vui, mốt đến con thứ 2000 làm phát nữa, chứ mà làm hoài thì chắc không ai chịu nổi. Đi kiếm tiền trong game thôi chưa bao giờ khó đến vậy. Và ở hạng 2, đó là cách tiến hóa của Basculin thành Basculin. Đầu tiên thì cần biết Basculin có đến tận 3 dạng, sọc xanh, sọc đỏ và sọc trắng. Xanh và đỏ thì nổi tiếng là côn đồ, giang hồ học đường, máu mặt của đại dương, nên tụi này hung hăng và hay tranh giành lãnh thổ thức ăn của nhau. Tính cách thì giống như tụi cá piranha ở rừng Amazon, háo ăn và hung dữ là vậy, nên trời hành tụi này không thể nào tiến hóa được. Nhưng những con cá sọc trắng thì ngược lại hoàn toàn, tụi này thì rất tử tế, hay chia sẻ thức ăn cho nhau, nên hay bị hai dạng sọc xanh và đỏ cho ra rìa. Tụi mày quá yếu đuối. Cho nên tụi này cũng rất hay vượt thác theo bầy đàn để tìm nơi ở mới. Nghe khá giống tập tính của cá hồi. Nhưng việc vượt thác khiến cho số lượng chúng giảm đi đáng kể. Những con đã không qua khỏi thì linh hồn sẽ hòa vào dòng nước của vùng Hisui. Còn những con nào vượt qua thác nước nhưng bị thương nặng, linh hồn của đồng đội sẽ hòa vào chúng, khiến chúng tiến hóa trở thành Basculin, mang song hệ ma và nước. Từ đó những con còn sống sẽ mang theo ý chí của đồng đội mình mà sống tiếp một cách khỏe mạnh hơn và trưởng thành hơn. Trời, sao mà có thể nhân văn dữ vậy nè trời. Hai tụi bay ra đây nhìn kìa, học hỏi đi nè. Theo mô tả sinh học của tụi nó là vậy, nên trong game, ta sẽ thấy cách tiến hóa của Basculin sọc trắng là khi nó lên cấp, sau khi chịu đựng 294 sát thương phản đòn từ chính các chiêu thức mình gây ra. Kiểu nếu tự gây ra 294 điểm sát thương cho chính mình, thì nó sẽ tiến hóa. Cái lý do vì sao 294 điểm HP thì tôi mãi không tìm thấy, nên các bạn hiểu được con số này có thể comment bên dưới cho tôi cùng các bạn khác tìm hiểu thêm ha. Nhưng nói chung là để nhận nhiều sát thương lên đến 294 HP như vậy mà không ngất xỉu thì chắc chắn Basculin sọc trắng phải ở level khá cao thì mới có thể xài những chiêu phản sát thương để đạt đủ điều kiện. Nên nghe và nhìn thì dễ vậy thôi, chứ hội tiến hóa trong Pokemon Legend Arceus cũng khá là chật vật đó. Và chúng ta sẽ điểm danh cách tiến hóa lạ lùng nhất đối với bản thân tôi. Đó là của một Pokemon được giới thiệu trong thế hệ thứ 8. Cách mà chúng ta sẽ tiến hóa Yamask vùng Gala thành Rurigus. Đầu tiên thì phải làm Yamask
mất đi ít nhất 49 HP trong chiến đấu, sau đó chạy qua mỏm đá khổng lồ ở Dusty Bound trong Wild Area, và rồi nó sẽ tiến hóa. Với bản tính tò mò của tôi thì có một dấu hỏi lớn ở trong đây, đó là tại sao phải bị mất cụ thể là 49 HP thì mới có thể tiến hóa được. Thế là tôi đã đi lục lọi một vòng trong các diễn đàn Reddit ở nước ngoài, thì có thể gói gọn trong một số luận điểm như sau. Trong quan niệm của Nhật Bản thì số 49 là số cực kỳ xui xẻo, vì 4 đọc là si, tức là chết, 9 đọc là khư, siku có nghĩa là cái chết đau đớn, còn siku siku là từ tượng thanh, chỉ tiếng than khóc. Còn nếu trong quan điểm của Phật giáo, sau khi một người mất đi thì cần 49 ngày để linh hồn của họ có thể được siêu thoát, mà Yamask vùng Gala thực chất là một con Yamask vùng Unova cầm theo mặt nạ bình thường, tức là lúc này nó vẫn chỉ là linh hồn của một người đã chết nhập vào mặt nạ. Nhưng đến vùng Gala thì nó bị những phiến đá khắc lời nguyền, kiểm soát và điều khiển chúng vứt bỏ đi cái mặt nạ này, tức là nhân dạng cuối cùng của mình, để sống cộng sinh cùng phiến đá. Ta có thể hiểu việc đánh mất ít nhất 49 điểm sinh lực mà nó vẫn chưa bất tỉnh, tức là linh hồn con người trước đó sẽ không bao giờ siêu thoát và sẽ vĩnh viễn bị chiếm hữu bởi viên đá khắc lời nguyền này. Còn việc phải chạy qua cái bệ đá khổng lồ nó mới tiến hóa được, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Có thể là khi đến được đây sẽ hoàn thành nghi thức cuối cùng, nơi phiến đá này tập trung sức mạnh của viên đá nguyền rủa Yamask. Giờ đây khi mà linh hồn của Yamask bị suy yếu thì mọi điều kiện đã đạt đủ để phiến đá khắc lời nguyền này chiếm hữu toàn bộ linh hồn và sức mạnh của Yamask trước đó. Và khúc này tôi sẽ biết ý để nhạc Tết cho mọi người vui vẻ vui vẻ. Cơ mà ai dám nói thiết kế của Pokemon ngày càng dâu tri thì bước ra đây solo với Semin tôi nè. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là thông tin và những góc nhìn cá nhân của tôi để giải thích cho việc tiến hóa của Yamask mà thôi. Còn các bạn có những cách giải thích khác nhau như thế nào, hãy bình luận phía bên dưới cho mọi người được biết ha. Và cách tiến hóa độc đáo của Yamask cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!